Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong đêm qua và rạng sáng nay, thời tiết Bắc Bộ trời có khá nhiều mây, mưa rào và mưa rông rải rác do hình thái hội tụ gió trên mực khí quyển 1.500 đến 5.000m. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa vừa và mưa to, còn vào ban ngày thì thời tiết vẫn khá mát mẻ, đôi lúc có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Sang đến ngày mai, ngoại trừ khu vực phía Tây Bắc Bộ vẫn còn mưa rải rác thì hầu hết khu vực Bắc Bộ chỉ còn mưa ở diện vài nơi. Trưa chiều nhiệt độ khoảng từ 28 đến 31 độ và có xu hướng tăng thêm khoảng 2 đến 3 độ trong ngày mai. Từ ngày kia thứ tư, khu vực Bắc Bộ nhiều khả năng sẽ xuất hiện nắng nóng. Với các tỉnh thành Trung Bộ, trong hôm nay và ngày mai, do không chịu ảnh hưởng một phần của hình thế gây mưa hội tụ gió Tây Nam trên mực khí quyển tầng cao, nên khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng có những lúc mưa rào nhẹ rải rác về chiều tối, nhiệt độ trong hôm nay cũng chưa tăng quá cao. Từ ngày mai trở đi, với sự phát triển và mở rộng dần của vùng áp thấp nóng phía Tây, toàn miền Trung quay trở lại trạng thái ít mưa, ngày có nắng nhiều, với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 33 đến 36 độ. Cục bộ nhiều nơi sẽ xuất hiện nắng nóng, những ngày sau đó, khu vực Trung Bộ có khả năng cao sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng mới. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai do chịu tác động của gió Tây Nam có cường độ yếu nên về chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Ban ngày trời có nắng với mức nhiệt vào khoảng từ 30-33 độ tại khu vực của Tây Nguyên và từ 31-34 độ có nơi cao hơn tại khu vực của Nam Bộ. Dự báo từ khoảng ngày thứ năm, gió Tây Nam hoạt động mạnh khiến cho mưa dông gia tăng tại hai khu vực này. Phần tiếp theo của bản tin sẽ là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực các tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác có thể xuất hiện tại một số khu vực phía Tây Bắc như là các khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và các khu vực phía Tây Bắc của Sơn La. Cục bộ các khu vực của Lai Châu, Điện Biên có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có nơi có dông. Mưa nhỏ và mưa rào nhẹ cũng có thể xuất hiện rải rác một vài nơi vào sáng sớm tại một số các khu vực của Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái. Với thời gian diễn ra mưa ngắn, các khu vực còn lại của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận ban ngày, trời tạnh ráo và không mưa. Trưa chiều trời có thể hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, khu vực vùng núi có nơi dưới 25 độ. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ xuất hiện rải rác tại các khu vực phía Tây Bắc, nhất là khu vực của Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Cục bộ một số khu vực vẫn có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông. Sang đến ngày mai, các khu vực phía Tây Bắc Bộ ban ngày trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác vào buổi sáng tại một số các khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Cục bộ một số khu vực của Lai Châu, Điện Biên có thể xuất hiện mưa rào và mưa to. Còn với các khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, ban ngày trời tạnh ráo và không mưa, có nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực sẽ có xu hướng tăng nhẹ, từ 27 đến 31 độ, có nơi cao hơn. Về chiều tối, mưa rào và mưa dông có thể tiếp tục xuất hiện tại các khu vực phía Tây Bắc như là khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Cục bộ khu vực của Lai Châu, Điện Biên vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác về chiều tối tại một số khu vực của Hòa Bình, lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Đến tối và đêm mai, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực vùng núi phía Bắc vẫn có thể xuất hiện mưa rào và rải rác có nơi có dông như là khu vực của Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Một số khu vực của Lai Châu, Điện Biên vẫn có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Các khu vực còn lại, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trong tối và đêm ngày hôm nay, trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực trong khoảng từ 23 đến 26 độ, khu vực vùng núi nhiệt độ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Dự báo mưa nhỏ và mưa rào rải rác vẫn có thể xuất hiện vào buổi sáng ngày thứ ba tại một số các khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực phía Tây Bắc.
Sau đó từ khoảng trưa chiều ngày thứ ba trở đi, mưa sẽ giảm hẳn. Toàn bộ khu vực của Bắc Bộ thời tiết sẽ tạnh ráo và không mưa, trời nắng duy trì trong nhiều ngày sau đó. Trong khoảng đêm ngày thứ năm và rạng sáng ngày thứ sáu, đêm ngày thứ sáu và rạng sáng ngày thứ bảy tuần này, một đợt mưa rào và mưa dông có thể xuất hiện tập trung tại một số các khu vực vùng núi phía Bắc, khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận. Tuy nhiên, mưa sẽ chủ yếu diễn ra về đêm và sáng sớm, còn vào ban ngày, toàn khu vực của Bắc Bộ trời vẫn sẽ có nắng. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày thứ ba tuần tới, một đợt mưa rào và mưa dông mới có thể tiếp tục xuất hiện tại các khu vực của Bắc Bộ. Về nền nhiệt độ, từ ngày thứ tư trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu hoạt động mạnh trở lại, nên nắng nóng có khả năng xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh thành của khu vực Bắc Bộ. Dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài cho đến ngày Chủ nhật tuần này. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay, ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số khu vực của Quảng Bình vào sáng sớm, lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực từ 27 đến 30 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại một số các khu vực phía Tây của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cục bộ một số các khu vực vùng núi phía Tây của Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có thể sẽ xuất hiện mưa vừa và có nơi mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió rất mạnh. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trời có nhiều mây, tạnh ráo và không mưa. Mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực vùng núi phía Tây của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên thì lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn, nhiệt độ thấp nhất về đêm trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo và không mưa, có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 29 đến 33 độ. Về chiều tối, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với lượng mưa ít và thời gian diễn ra mưa ngắn. Đến tối và đêm mai, toàn khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến thời tiết rét, tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực từ 23 đến 26 độ. Dự báo thời tiết tạnh ráo và không mưa, ban ngày trời nắng sẽ tiếp tục được duy trì trên toàn bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày thứ ba cho tới khoảng ngày Chủ nhật. Đồng thời thì nhiệt độ cũng tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Từ ngày thứ tư trở đi, nắng nóng có thể xuất hiện trên diện rộng tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Dự báo xa hơn, từ khoảng đêm ngày thứ hai tuần tới trở đi, một đợt mưa rào và mưa dông lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, buổi sáng và trưa toàn khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời sẽ tạnh ráo và không mưa, có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng từ 30 đến 33 độ, sau đó đến buổi chiều và chiều tối, trời sẽ chuyển nhiều mây, dông, mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận. Trong đó, mưa sẽ tập trung nhiều tại các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cục bộ, một số khu vực phía Tây của Đà Nẵng, Quảng Nam có thể xuất hiện mưa vừa, có nơi xuất hiện mưa to. Các khu vực của Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận phổ biến là mưa nhỏ ở diện rải rác một vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Còn với khu vực của Bình Thuận, trời tạnh ráo và ít mưa. Đến tối và đêm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác có thể xuất hiện tại các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Cục bộ, một số khu vực của Quảng Ngãi và Bình Định có thể xuất hiện mưa rào với lượng khá. Về đêm và sáng, mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện rải rác tại một số các khu vực ven biển của Phú Yên và Khánh Hòa với thời gian diễn ra mưa ngắn. Khu vực của Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến sẽ tạnh ráo và không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 33 độ. Về chiều tối thì mây dông sẽ bắt đầu phát triển nhanh và gây mưa rào rải rác cho các khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong đó mưa sẽ xuất hiện nhiều tại các khu vực Đà Nẵng đến Bình Định. Cục bộ một số các khu vực vùng núi phía Tây của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực của Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa nhỏ rải rác một vài nơi. Đến tối và đêm mai, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác một vài nơi tại một số các khu vực ven biển của Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận với lượng mưa ít, thời gian diễn ra mưa ngắn.
nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 28 độ. Dự báo những cơn mưa nhỏ và mưa rào, mưa dông sẽ thường xuyên xuất hiện vào các buổi chiều và chiều tối tại các khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong nhiều ngày sắp tới. Từ ngày thứ tư trở đi, do gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh dần nên mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng tại các khu vực phía Nam của Trung Bộ. Khu vực Nam Bộ trong ngày hôm nay, ban ngày trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Mưa nhỏ có thể xuất hiện rải rác vào buổi sáng tại một số các khu vực ven biển của Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian mưa ngắn, đến buổi chiều và chiều tối mưa nhỏ và mưa rào rải rác sẽ xuất hiện tại các khu vực của Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Khu vực của Bà Rịa Vũng Tàu trời tạnh ráo ít mưa, mưa nhỏ có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi, lượng mưa ít và thời gian mưa ngắn. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 35 độ. Đến tối và đêm nay, trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác có thể xuất hiện tại một số các khu vực của Cà Mau, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 25 đến 28 độ. Sang đến ngày mai, ban ngày, tiết trời tạnh ráo và không mưa, có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 31 đến 35 độ. Về chiều và chiều tối, mưa dông sẽ bắt đầu phát triển và gây mưa rào rải rác cho cả hai khu vực miền Đông cũng như miền Tây Nam Bộ. Cục bộ một số khu vực của miền Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ khoảng ngày thứ tư trở đi, khi gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động mạnh trở lại thì mưa sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và về lượng. Tại hầu khắp các khu vực của Nam Bộ, nhiều điểm sẽ xuất hiện mưa vừa và mưa to, trong mưa dông nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, không khí lạnh suy yếu nên trong ngày hôm nay, các vùng biển ven bờ cũng như toàn bộ khu vực Biển Đông, gió sẽ giảm xuống dưới cấp 5, cấp 6, sóng cao không quá 2 mét. Khu vực phía Bắc của Biển Đông sẽ vẫn còn mưa dông rải rác, khiến tầm nhìn xa bị hạn chế, có lúc chỉ từ 4 đến 10 km. Trong mưa có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật, gây mất an toàn cho các hoạt động của tàu thuyền trên biển. Dự báo từ ngày mai trở đi, mưa dông trên khu vực Bắc Biển Đông cũng sẽ giảm nhanh, các vùng biển đều chuyển trạng thái tạnh ráo, có nắng, gió sẽ chuyển dần sang hướng Tây Nam đến Nam, cường độ chỉ ở khoảng cấp 3, cấp 4, thời tiết cơ bản là thuận lợi cho các hoạt động ở trên biển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.